Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi anh em thấy thành Jerusalem bị các đạo binh vây hãm, bây giờ anh em hãy biết rằng đã đến gần đến ngày khốc hại của thành. Bây giờ ai ở miền Giu-đê hãy trốn lên núi, ai ở trong thành hãy bỏ đi nơi khác, ai ở vùng quê thì chớ vào thành. Thật vậy, đó sẽ là những ngày báo oán, mà tất cả những gì đã chép trong Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm. Khốn thay những người mang thai và những người đang cho con bú trong những ngày đó, vì sẽ có cơn khốn khổ cùng cực trên đất này, và cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống dân này. Họ sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, sẽ bị đày đi khắp các dân các nước, và Jerusalem sẽ bị dân ngoại giày xéo cho đến khi mãn thời của dân ngoại. Sẽ có những điểm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn siêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bây giờ thiên hạ sẽ thấy con người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Đó là lời Chúa. Chị em thân mến, trong bài đọc 1 chúng ta nghe về sự sụp đổ của thành Babylon. Khi nghe như vậy, ta thấy vui hay thấy lo? Thì chắc là vui rồi, bởi vì trong niềm tin của chúng ta thì Babylon nó là cái thành đạt, nó là cái vinh quang của thế tục, mà cả nhân loại đang xây dựng, đang bù đắp cho nó. Và mình vui vì đó là ngày Chúa sắp đến. Thế nhưng mà xét lại thì có khi vui đó chỉ là cái vui giả tạo, còn cái thực sự là cái lo, cái buồn. Trong bài phúc âm Chúa kể về những cái cảnh hỗn loạn và khốn cực của thời sau hết. Đây là cái chuyện Chúa báo trước về cái việc thành Jerusalem sẽ bị dân ngoại vây hãm và chiếm đóng và gây nhiều cái đau đớn ở đó. Nhưng mà nhìn lại một chút đi, Chúa đang nói về tâm hồn của chúng ta. Là nhiều khi ta không nhận ra, Đức cha Bùi Tuần trong một bài viết nói về những cái bất ổn trong hội thánh, thì Ngài viết: nếu phải nêu lên những gì đang gây nên bất ổn nguy hiểm trong hội thánh, làm nên tội lỗi, thì tôi xin được nêu hai ý kiến sau đây. Ý kiến thứ nhất là của Đức Hồng Y Roger S. Segare. Theo Ngài thì có ba bất ổn lớn hiện nay, đó là ba ưu tiên xấu sau đây trong hội thánh: ham tiền bạc, ham thành công, ham thỏa hiệp với các vị thần có quyền lực và giàu có. Ta thấy đâu đó và ngay trong lòng ta cũng có ba cái ham này: ham tiền bạc, ham thành công, ham thỏa hiệp với các vị thần có quyền lực và giàu có. Rồi Đức cha nói đến ý kiến thứ hai, là ý kiến của Đức cha Vincent de Paul. Ngài dựa trên Công đồng Vaticano thứ hai. Theo Ngài thì có hai bất ổn lớn trong hội thánh hiện nay. Một là thiếu thiện chí và thiếu khả năng chia sẻ trong tình liên đới những gì đang xảy ra trong lòng những người nghèo khổ cùng với niềm vui và hy vọng của họ. Hai là thiếu sự cố gắng đổi mới trái tim con người, là nơi không những xảy ra những buồn vui và hy vọng, mà cũng có những dấu vết của tiếng Chúa gọi. Và qua
cái nhận định của Đức Hồng Y Roger Escigare và Đức cha Michel Dubu mà Đức cha Bùi Tuần đã nhắc đến, thì chúng ta thấy cái nguy hiểm, cái bất ổn không chỉ là nó cố mà nó còn mạnh nữa. Ta đừng nghĩ đến là hãy cộng tác thế nào, hãy làm sao để cho những cái bất ổn lớn của Hội Thánh nó được giảm bớt đi, nhưng hãy bắt đầu từ chính tâm hồn của mình. Tiền bạc, thành công và những quyền thế của thế tục, ta có ham không? Ham và được thì nó lại đang sụp đổ. Và cái câu sứ thần Chúa nói về Babylon, sụp đổ rồi thành Babylon vĩ đại. Nếu mà thành Babylon đang lớn lên trong lòng ta thì sụp đổ rồi hồn tôi ơi. Và trong ý kiến của Đức cha Michel Dubo thì nêu ra hai bất ổn lớn: thiếu thiện chí và thiếu khả năng chia sẻ. Gặp một người khác đau khổ, nếu mà đó là một người không tốt, một người có ác cảm với ta, ta có chia sẻ được không? Và cái bất ổn thứ hai là không đổi mới tâm hồn. Chúng ta chuẩn bị bước sang một năm phụng vụ mới, ta lớn lên để mà lớn lên thể xác, tuổi tác và tâm hồn. Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa đã đến ở với chúng ta, gần với chúng ta, để mang lại cái sự bình an của nước trời cho những ai biết bỏ mình, sống bác ái, sống chia sẻ, sống cho Chúa, cho tha nhân. Để rồi ta sẽ thấy sụp đổ trong ta cái thành Babylon, đồng thời lớn lên trong ta cái nước trời. Và những ngày Chúa đến, hôm nay chẳng hạn, thì ta sẽ thấy cái niềm vui của một người mà như lời Chúa mong ước đó. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Amen.